Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Cuộc sống khỏe của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Mở đầu chương trình hôm nay là hướng dẫn vệ sinh đồ chơi cho trẻ đúng cách trong mùa dịch. Trong phần hỏi đáp y tế sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những điều cần biết về chăm sóc sức khỏe sinh sản thời Covid-19. Câu chuyện y tế cuối chương trình là vài nét phác họa về những người vượt khó để tìm Covid-19. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thời điểm này, khi học sinh, đặc biệt là lứa tuổi mầm non, phải nghỉ học ở nhà để tránh dịch, các bậc phụ huynh thường tìm cho các con giải trí bằng các loại đồ chơi. Điều này vừa giúp con vận động tay chân, vừa tăng cường hoạt động trí não. Tuy nhiên, gia đình cũng cần hết sức lưu ý, thận trọng làm sao để những món đồ chơi đó luôn trong trạng thái thật sạch sẽ và an toàn với trẻ. Ngay sau đây, cô giáo Phạm Thị Hương, trường mầm non Đồng Thanh sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn cách làm vệ sinh đồ chơi cho trẻ. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bậc phụ huynh các cách vệ sinh đồ chơi cho trẻ tùy theo từng loại khác nhau. Các bậc phụ huynh và các khán giả lưu ý, chúng ta sẽ sử dụng giấm và nước để cọ rửa đồ chơi thay vì bằng xà phòng hay các chất tẩy rửa khác, vừa an toàn vừa tiết kiệm. Chúng ta sẽ cho giấm và nước vào bình xịt khô với tỷ lệ 1:1. Đây là hỗn hợp giấm và nước. Tôi đã pha với tỷ lệ 1:1 với những đồ chơi bằng nhựa. Là đồ chơi khá phổ biến với các con, rất dễ bị bẩn nhưng cũng rất dễ làm sạch. Các bậc phụ huynh và các khán giả chỉ cần xịt hỗn hợp giấm nước lên bề mặt của đồ chơi. Sau đó, để khoảng 15 phút, chúng ta sẽ dùng khăn khô lau sạch và chúng ta sẽ dùng tăm bông để lau vào các ngóc ngách cho sạch. Đối với những đồ chơi có khối lượng lớn như Lego thì các bậc phụ huynh sẽ cho vào túi giặt. Sau đó, chúng ta sẽ để vào máy giặt. Và chúng ta sẽ sử dụng nước rửa bình sữa của trẻ em để làm sạch những đồ chơi này nhé. Sau khi giặt xong, các bậc phụ huynh và các quý vị khán giả cho đồ chơi ra một tấm lưới để phơi ở những nơi thoáng gió, tránh ánh nắng gắt vì có thể làm biến dạng đồ chơi bằng nhựa. Đối với những đồ chơi được làm bằng gỗ thì các bậc phụ huynh không nên dùng nước để làm sạch đồ chơi vì sẽ làm bị bong lớp sơn và dễ bị hỏng. Chúng ta sẽ sử dụng hỗn hợp giấm nước xịt trực tiếp lên bề mặt của đồ chơi. Sau đó để khoảng 15 phút rồi chúng ta sẽ dùng khăn giấy để lau sạch. Đối với những đồ chơi như thú nhồi bông thì các bậc phụ huynh nên sử dụng nước nóng để giặt để đảm bảo được diệt khuẩn nhé. Chúng ta nên sử dụng sữa tắm trẻ em để giặt. Tránh sử dụng các chất tẩy rửa khác để làm dễ bay màu và làm kích ứng đến da của trẻ khi chơi. Chúng ta nên ngâm khoảng 10 đến 15 phút, sau đó chúng ta giặt bằng tay hoặc máy. Đối với những đồ chơi có các thiết bị điện tử như pin thì chúng ta có thể tháo những thiết bị đó ra, sau đó đem thú nhồi bông đi giặt, sau đó lắp lại là xong. Trên đây là những cách hướng dẫn vệ sinh đồ chơi cho trẻ. Các bậc phụ huynh nên vệ sinh đồ chơi cho trẻ hàng ngày để đảm bảo sức khỏe cho các con trong mùa dịch. Khuôn mặt xuất hiện nhiều mảng da khô, cháy nắng, mụn trứng cá, tuyến bã nhờn hoạt động quá mức là những vấn đề thường gặp phải trong mùa hè. Vậy làm thế nào để có một làn da khỏe đẹp trong những ngày nắng nóng? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chia sẻ của Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên. Điều cần lưu ý khi chăm sóc da trong ngày hè thì ngoài những cái bước cơ bản thì các quý vị khán giả cần lưu ý một số các cái nội dung sau. Nội dung thứ nhất đó là chúng ta chống nắng là tuyệt đối. Ánh sáng mặt trời gồm có 3 loại: tia UV, tia ánh sáng nhìn thấy và các cái tia hồng ngoại. Thì cả 3 cái loại ánh sáng này đều làm gây tổn hại đến làn da của chúng ta. Chính vì vậy, chúng ta hãy chống nắng bất kể ngày nắng hay ngày mưa, bất kể đi ra ngoài trời hay ở nhà, hoặc là bất kể là chúng ta có là mùa hè hay mùa đông, chúng ta nên dùng kem chống nắng 3 tiếng chúng ta thoa lại một lần. Và lưu ý các chỉ số của kem chống nắng gồm có các chỉ số sau. Thứ nhất, SPF tôi khuyên dùng 30. Chỉ số PA chúng ta nên dùng 3+. Và ngoài ra còn thêm cái chỉ số là tia IR, tức là cái đấy là cái tia hồng ngoại. Thì chúng ta cũng lưu ý để chọn các cái chỉ số để kem chống nắng ta phổ rộng được bảo vệ an toàn hơn da chúng ta. Lưu ý số 2 cũng vô cùng quan trọng, đó chính là một làn da sạch là nền tảng. Chính vì vậy, một cái sự bước rửa mặt đúng đó là chúng ta dùng lớp tẩy trang cho các bạn hay bị cần trang điểm để lấy đi lớp trang điểm, đồng thời lấy đi các bụi bẩn trên da. Sau đó chúng ta rửa lại mặt với nước sữa rửa mặt và nước
để chúng ta lấy đi các vi khuẩn dầu thừa trên bề mặt, vi khuẩn bụi bẩn làm sâu ở cái lỗ chân lông chúng ta, để ra chúng ta thông thoáng lỗ chân lông và loại bỏ được các nguyên nhân gây mụn. Và lời khuyên của tôi cho các bạn cũng là chúng ta không nên rửa quá nhiều lần một ngày, chỉ nên rửa 2 lần một ngày vào buổi sáng và buổi tối. Đồng thời chúng ta không rửa quá ngắn hoặc quá dài. Thời gian rửa mặt thông thường từ 1 đến 2 phút. Và chúng ta cũng lưu ý là chúng ta nên dùng cái nước ấm để rửa mặt để thông thoáng cái lỗ chân lông. Và lưu số 3 tôi cũng muốn nhấn mạnh đó là dưỡng ẩm và khóa ẩm cho da. Vì các bạn biết rằng mùa hè là một mùa ánh nắng nhiều và thời tiết rất là nhiệt độ cao. Chính vì vậy, không chỉ cơ thể chúng ta mà da chúng ta cũng có nguy cơ mất nước. Chính là do vậy là chúng ta cần dùng kem dưỡng ẩm và khóa ẩm để chống mất nước từ cho làn da. Và chúng ta cũng lưu ý là mọi làn da thì đều cần phải dưỡng ẩm. Da khô, da dầu, da hỗn hợp hay là da nhạy cảm kích ứng thì chúng ta đừng quên dưỡng ẩm cho làn da của mình trong những ngày hè nóng nực. Lưu ý số 4 đó chính là chúng ta uống đủ nước. Uống đủ nước là vô cùng quan trọng đối với làn da và đối với cơ thể. Nguy cơ mất nước của cơ thể và làn da chúng ta trong ngày hè là rất cao. Chính vì vậy, lời khuyên của tôi uống đúng cách và khoa học đó là chúng ta uống nhiều lần trong ngày, uống chủ động khi chưa khát. Vì nếu khát thì chủ cơ thể chúng ta, da chúng ta đã có biểu hiện mất nước rồi. Chính vì vậy là chúng ta lưu ý chúng ta uống chủ động và uống từ 6 đến 8 ly nước mỗi ngày, tương đương với trên dưới 2 lít nước ở một ngày cho cơ thể. Trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch COVID-19, một vấn đề xã hội được nhiều người quan tâm là dịch bệnh COVID-19 có thể mang lại những ảnh hưởng gì cho việc chăm sóc sức khỏe sinh sản của con người. Ngay sau đây, bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Thị Thanh Phương, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hưng Yên sẽ chia sẻ những điều cần thiết để chăm sóc sức khỏe sinh sản trong đại dịch. Thưa bác sĩ, chăm sóc sức khỏe sinh sản trong khi dịch bệnh phức tạp như hiện nay thì cần phải lưu ý những gì, đặc biệt là đối với những phụ nữ đang mang thai? Với cái người phụ nữ mang thai, trong cái thời kỳ dịch bệnh này, trước hết phải có một cái chế độ dinh dưỡng làm sao để cho cơ thể khỏe mạnh, để duy trì cái năng lượng để cho sự phát triển của thai, nhất là 3 tháng cuối của thai kỳ. Trong bối cảnh dịch Covid thì bà mẹ chỉ nên đi khám thai định kỳ theo hẹn của bác sĩ, tức vào những cái thời điểm rất quan trọng để xem thai có phát triển bình thường hay không. Lúc thai từ 11 đến 13 tuần, lúc thai từ 21 đến 23 tuần và lúc thai từ 31 đến 33 tuần. Đấy là những cái thời điểm bắt buộc bà mẹ phải đi khám thai. Thế và bà mẹ cần phải đi khám đột xuất nếu như là có các cái dấu hiệu bất thường. Thế tuy nhiên là khi đi khám thì bà mẹ cần phải áp dụng các cái biện pháp bảo vệ cho mình, ví dụ như đeo khẩu trang này, rồi khử khuẩn tay này, thế và tránh tiếp xúc nơi đông người và khai báo y tế, thì đấy là những cái điều lưu ý. Còn đối với phụ nữ thì bệnh phụ khoa cũng là cái vấn đề rất đáng quan tâm, đặc biệt là trong cái thời điểm dịch bệnh như thế này thì làm thế nào để có thể phòng tránh được và hạn chế khi mà đi lại nhiều ạ? Để mà phòng tránh các cái bệnh phụ khoa cho chị em phụ nữ thì nó cũng giống như cái thời điểm mà không có dịch thôi. Trước hết là chị em phụ nữ phải có một cái thói quen sống, cái lối sống lành mạnh trong cuộc sống hàng ngày, là mình phải có cơ thể khỏe mạnh. Muốn thế thì mình phải chăm sóc từ cái chế độ dinh dưỡng, làm sao có một chế độ dinh dưỡng hợp lý, cân đối. Như thế thì mình mới có một cái hệ miễn dịch tốt để mà chống lại các cái nhiễm trùng. Cái thứ hai nữa là gì? Chúng ta phải vệ sinh cái vùng kín đúng cách và thường xuyên. Cái thứ ba nữa là chúng ta phải sử dụng các cái biện pháp tránh thai mà an toàn. Thế và cái thứ tư nữa là đi khám phụ khoa định kỳ. Khi mà có những cái dấu hiệu, những cái triệu chứng mà có biểu hiện bất thường ở vùng kín, hoặc là những cái dấu hiệu đau bụng dưới, hoặc là giờ thấy khối u ở vú, thì chúng ta cũng phải đi khám ngay. Khi đi khám mà có bệnh thì chúng ta phải tuân thủ cái liệu trình điều trị đấy để điều trị triệt để những cái bệnh mà viêm nhiễm phụ khoa. Thế còn tuy nhiên trong cái thời điểm dịch bệnh COVID này thì để phòng chống các cái bệnh phụ khoa đấy thì trước hết là chúng ta thực hiện tốt những cái phòng chống chung đấy. Thế và còn nếu trong trường hợp mà chị em phụ nữ mà có cái vấn đề về sức khỏe sinh sản, về bệnh lý phụ khoa thì chúng ta có thể là vẫn đến các cái cơ sở cung cấp dịch vụ để được cung cấp cái dịch vụ đấy một cách bình thường. Đi đến các cơ sở y tế đấy thì chị em phải áp dụng tốt các cái biện pháp 5K để phòng chống dịch. Như thế thì mới phòng chống cả bệnh phụ khoa cũng như phòng chống COVID một cách tốt nhất được. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ về những thông tin hữu ích vừa rồi.
Khi dịch COVID-19 ập đến, người khác đi ra thì những chiến sĩ áo trắng lại phải lao vào. Trời nắng như đổ lửa, có lúc cái nắng lên đến 37-38 độ C, không quạt, không điều hòa, khoác trên mình bộ bảo hộ không khác nào ở trong phòng sông hơi. Đó là công việc của những người lấy mẫu xét nghiệm, những người vượt khó, vượt khổ để tìm COVID-19. Chị Vũ Thị Hương đã có 22 năm làm việc tại khoa xét nghiệm Trung tâm Y tế Khói Châu, nhưng chưa bao giờ công việc của chị lại vất vả như bây giờ. Cả tháng nay, chị không được gặp chồng và các con. Đợt dịch vừa rồi thì tôi lấy mẫu rất là nhiều. Có những thời gian mà đỉnh điểm lấy dịch là 1.500-1.600 trong một ngày. Có những ngày có khi 12-13 tiếng thì lấy cả ngày lẫn tối, lẫn đêm cũng vẫn phải lấy. Thì cứ ở cơ quan xong lại đi làm, xong về cơ quan ăn uống xong lại đi làm tiếp. Chứ không có thời gian về gia đình. Ăn tranh thủ, ngủ cũng tranh thủ. Có những lúc mà vừa ăn vừa làm việc. Hai vợ chồng cùng làm công tác xét nghiệm, con còn nhỏ, mẹ liên tục phải làm việc xuyên đêm ở cơ quan không về, bố đi trực phải mang theo cả hai con. Đó là hoàn cảnh của gia đình chị Đào Thị Lý ở khoa xét nghiệm, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hưng Yên. Quê chồng ở xa, anh chị hứa với mẹ Tết sẽ cho các cháu về thăm bà. Nhưng Tết đã qua, những ngày nghỉ lễ như Giỗ Tổ Hùng Vương hay Ngày Giải phóng miền Nam và Ngày Quốc tế Lao động cũng lần lượt qua đi mà mong ước nhỏ nhoi ấy vẫn chưa thể thực hiện. Những vất vả thiếu thốn với riêng bản thân thì những người làm công tác xét nghiệm như chị Lý có thể cố gắng vượt qua. Nhưng những lo lắng về người thân, đặc biệt là về các con thì vẫn luôn thường trực. Có một trường hợp là cũng hơi đáng tiếc, đấy là cái chị cùng khoa ấy. Có thằng con năm nay là học lớp 1, thế là chắc là ở nhà đói quá thì là chị lúc đấy đang học online thì em đi cắm nước. Thế là nó bị bỏng, cũng rất là đáng tiếc. Đợt dịch lần thứ tư này, virus corona biến chủng từ Ấn Độ có sức lây lan nhanh hơn, khả năng tấn công người bệnh mạnh hơn, nên việc phát hiện những ca dương tính là vô cùng quan trọng. Truy vết thần tốc có ý nghĩa quyết định trong việc khống chế dịch bệnh. Vì vậy, những chiến sĩ áo trắng luôn thường trực lao vào vùng dịch mà không quản ngày hay đêm. Bản thân các anh chị luôn sẵn sàng tâm lý có thể bị lây nhiễm bất kể khi nào. Mấy chị em cứ trêu nhau bảo nếu mà có trường hợp là một người dương tính là tất cả khoa sẽ phải đi cách ly rồi. Nên là cứ mấy ngày thì chị em lại tự lấy mẫu cho nhau xong là tự làm xét nghiệm COVID. Biết là nguy hiểm, biết là phải lao vào tâm dịch, nhưng những chiến sĩ áo trắng ấy vẫn không hề ngần ngại. Công việc dù khó khăn, dù vất vả thì họ vẫn luôn nêu cao tinh thần, lương y như tử mẫu, vẫn luôn hết lòng vì người bệnh. Các bác sĩ đi vào trong vùng dịch như thế này cũng là một sự nguy hiểm, nhưng các y bác sĩ với trách nhiệm của mình vất vả như này trong thời tiết nắng nực, đặc biệt là cái thời gian qua nắng cực kỳ nắng, nhưng các y bác sĩ có trách nhiệm rất cao đối với phong trào chống dịch. Y bác sĩ làm miệt mài, kể cả các chốt làm miệt mài hết sức, mà nhiều y bác sĩ cảm thấy là không sức, không thể chịu nổi được nữa. Thì thực sự chúng tôi là người dân, chúng tôi rất là thương. Xin cảm ơn tất cả các y bác sĩ. Em rất cảm ơn các bác sĩ trong đại dịch này đã làm cho ra hết dịch. Sự vất vả của đội ngũ y tế là hàng ngày, hàng giờ, hàng đêm, trực 24/24. Mà thậm chí là ăn cũng đứng. Đội ngũ này cực kỳ vất vả. Thay mặt cho đảng, lãnh đạo, chính quyền và nhân dân địa phương, xin gửi lời cảm ơn toàn thể cái đội ngũ y bác sĩ, những người trực tiếp đã cùng vào cuộc với đảng, chính quyền và nhân dân xã Hồng Đình để làm sao là tăng cường và dập dịch đến bây giờ ổn định tình hình của địa phương. Bao nhiêu giọt mồ hôi đã rơi, bao nhiêu nhọc nhằn cứ trôi theo mỗi ngày, những giấc ngủ tạm bợ, những bữa ăn qua loa đều đã trở nên quen thuộc. Với nhiều y bác sĩ, họ đã quên mất khái niệm mùa đông hay mùa hè. Với họ, thời gian giờ được định nghĩa là mùa dịch và mùa bình yên. Mong những bình yên sớm quay trở về. Chương trình Cuộc Sống Khỏe hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình bất cứ lúc nào trên Hưng Yên TV Go. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.